Nè, cho ông quay về cho con nó coi là thích liền à. Đúng rồi, anh coi đi em. Ừ, đang Anh quay đi đâu. về cho con nó coi mê luôn á. Nó đi ba đứa bạn cho nó về nó đi trường các năm khác mà chỉ đi ở đây thì đúng là chỉ có Tây Sơn Hà Mô thôi, đâu đi đâu được nữa em. Đi đâu. Nó đi rồi, buổi chiều nó có thể nó qua bên đàn hết rồi á. Mình nhờ nhờ chị gái đi đưa tụi nó đi đó. Ở tại Quy Nhơn á thì cho tụi nó tự do, tụi nó chơi cho nó hào hứng á, đi xa thì phải có mình. Ê, đang quay bà con đây, cười toe đi, cười đi. Quay kìa, chào đi. Chào đi, chào đi, giơ tay chào đi. Ồ, có đoạn này thuyền rồi lắng hay nè. Tân Nga, lần này nhớ nhiệm vụ vĩ đại là cải tìm kiếm cho chị Nga nha. Làm gì? Em đang ra nói với Tân là Tân hay nói chuyện với chị ba. Trời ơi, cái bà đấy. Cô á, là Tân sẽ rủ chị ba đi mua sắm. Cái bà đó coi như là cả đời không thèm mặc cái áo mới. Hôm bữa tôi nói bà gì này thì kêu nói bà về, không bà về. Quên 2 chữ ra đi. Có phải muốn con vậy đấy không? Đứa nào cũng sảnh xẹ cái riêng bả vậy á. Hồi đi học rồi thì sao mà tức cái nút bấm không có xe luôn. Bà bị cái cày cái dây lông mà bà xíu qua bà bạn Nguyên Tùng vậy á. Vậy hả? Hôm bữa tối không biết chị làm buồn cái xong chị đi lấy hình cũ của bà Tùng lên chú cho chị mừng thầy tiếc mắt luôn. Kêu chào tôi bỏ tôi không có thấy mà sao tự nhiên đâu bà con vậy. Mà thấy nó không có hát gì mà sao bây giờ á. Ừ, chỗ nè. Ôi hồi đó mình đứng chị đưa cho mình coi cái gì đó. Ôi chị nó mệt. Bà cho trên này này chị làm nhiều á, cái đô. Đến bây giờ chị ốm nhưng mà người chị vẫn to. Ờ người đến nhà. Nhất là nó bị lùn nó. Ừ. Tâm có biết địa chỉ ở trong Sài Gòn đi sự nghiệp chỗ nào không? Mình á thì mỗi cái chỗ mình đi thì mình mua á thì lại được cung hợp với chị ba đó